Alo Lâm nghe. Chuyện gì khó đã có Dương Lâm. Dẫn con đi giả ngoại siêu thị. Anh mang bầu được rồi, mang bầu quá trời rồi, mà mất hiếu vợ mày quá vậy. Trời ơi. Trời ơi. Đồng kia anh vô nhà không? Từ từ em ơi. Ê, Anh gì vậy? Cái này là em khẳng định lần nữa là chị là gái làng chơi đúng không? Em nghĩ sao em đặt bầu em muốn rượu gì? Cái này cái điều cấm kỵ nha Thanh nha. Thì nếu như vợ mình có bầu thì các anh hãy quan tâm vợ mình nhiều hơn. Bởi vì khi mà phụ nữ có bầu thì tâm lý của họ thay đổi rất là nhiều. Bởi vì họ đang mang trong mình thêm một gọi là cái sinh mạng nữa. Cho nên anh phải yêu thương các chị nhiều hơn, quan tâm các chị nhiều hơn, cũng như là lắng nghe các chị nhiều hơn và chăm sóc các chị nhiều hơn.